Sau kiểu về trời nguyên xưa, sau kiểu về trời anh ấy rất thiện núi đồi thanh hoa. Khắp khắp thiên thai về nơi kinh quốc Nga, trải non bồng Nga thấy nước nhược Nga ngây từng phen đi hôm mai nướng Nga gió thật dẹp ai ưa bóng bóng phía đi càng thêm mi nào đi nùng ung dung 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 mà cửa mẫu đang ung dung rộng mà dưới đồng nhân hỉ xả từ bi mẫu cho mọi việc tề nghi trên bà nhớ mẫu dưới bà cứu dân bà dạy rằng làm lễ dâng hương trổ về làm lễ dâng hương dâng lên lễ mẫu mười phương độ trì dâng hương biển khấn từ Hey,
có khi nương gió hỡi à cưỡi à mây, nương gió cưỡi mây xe ra hồi cung phủ tía lâu vàng rong rơi hương một chiến thành tâm dân tiên cũng thỉnh mời ông hoàng xin cờ môn ngọc bệ chi tôn khâm thừa ngọc bệ chi tôn vua sai quan hoàng chi cần môn ý sáng trần xa chân gặp
thầm cơn sóng vui nước dâng giạt rào. Cửa bè ra sớm chiều Đức Hoàng vào ra ngày. Cửa cơn môn à, con hàng lập tòa xoái linh nghi lạnh lạnh đi hoàng ma truyền nghiêm chỉnh ba quân một lòng vì nước vì dân dân chân an cửa bè dẹp quân quân hùng cường. Bình bút cho anh chăm họ
thiên hạ âu ca cổ thanh thần. Một tay xòe quạt tay đưa gió tứ tuyệt thơ đề phước vương nơi trông lên đỉnh giáp non thần thấy quan hoàng chín ngài du xuân trên ngàn thung dung đứng cửa thạch bàn xa nghe tiếng hát tiếng đàn thông theo núi chân đèo dưới suối nước chảy chúc chúc reo quanh đồ đi xa đi thoáng thoáng bụi nhang không bằng một khóm xa hương hầu trông hoa lại cho gần gần xem hoa hoàng lại tần tần gần gần với hoa mắt nhìn thăm thăm phương xa kìa đôi chim én nó đã tung bay xem cảnh ấy lòng lòng này hoàng bên yêu người đâu cả.
vương sáng còn soi. Anh linh ghi dấu cho muôn đời, cửa cởi môn rộng mở, Đức Hoàng đón người, đón người hữu nhân. Cơ tạo hoa xoay vần, sống thác cả ngâm thế đời đầu bạc hôm mai, ngậm câu sinh hoa ở đời, sinh sao cho đáng nên người mới sinh. Chứng tâm cho thủ nhang ban thánh tiết sở tại,
phủ nhang ba bông hả? Thế mà để trường tâm cho các thầy pháp sư pháp văn, thế mà để được tròn danh rõ chữ, thế mà để được hát hay đàn ngọt hả? Thế mà để trường tâm cho tạ hữu hai hàng phò và làm đẹp cửa cha cửa mẹ, làm đẹp cửa hoàng hả? Thế mà để hoàng ngày ni đắc dáng dương đông họ Đinh, chuyển tâm cho họ Đinh họ chị tới châu bắt nước hả? Thế mà để chứng tâm cho các lính các ghế chư nhân chư gia, thế mà để trợ duyên giúp sức cho họ Đinh hả? Thế mà đàn tràng được viên mãn, thế mà hàng thương hàng cung phù cho nhà nào thì được lộc đầy, nhà nào thì được phục đầy để phục lộc đề đa, đầu năm chỉ cuối thêm mần lửa năm chỉ giữa hả? Thế mà để hoàng thương hoàng cung phù cho dân thôn bản hạ, để tứ thời bát tiết được bình an, để phóng thuật những điều để hoàng cung phù để được phục thái để dân an hả? Gặp bạn tiền cùng nợ trần hoàn vương vẫn gọi chưa xong xuôi lòng khách làm
đình chung để cho người có đức ngã, người có công đói mà.